cùng làm quest đầy tí hon từ đất sét Polymer. Thêm cánh tay gầy guộc, cán mỏng phần thân và vuốt phẳng các cạnh. Tô màu cho cậu ấy. Thứ tư rất lạnh lùng. Tóc cậu ấy nâu, đôi mắt buồn ngủ và phấn mắt màu tím. Giờ West Day đã sẵn sàng để đóng hộp rồi. Agatha xem bộ phim yêu thích của cô về gia đình Adam. Cô rất thích họ. Mình thích búp bê West Day bản giới hạn này. Cậu ấy là người bạn mình thích. Này, không phải bọn mình rất giống nhau sao? Muốn chơi không nào? Hoặc Amanda Bookman và mình có thể xem ai mặc đồ đẹp hơn. Khoan, cái gì? Hai búp bê nữa? Ở đâu ra vậy? Giờ họ có thể trò chuyện với mình. Mình là người duy nhất làm bạn với gia đình Adam. Tay búp bê này thật linh hoạt. Sơn màu cho nó. Đeo đồng hồ thông minh nha. Apple Watch hoạt động rất hiệu quả nên Thinh luôn được cập nhật. Wow, họ có hai người. Không thể nào. West Day chơi với Thinh. Đừng nhảy lên đầu lâu. Mình còn không biết nó như thế nào nữa. Thinh biến to ra. Nó mang Agatha và búp bê của cô đến nhà Adam. Cô không thể tin được. Wow. Woohoo, là thật, mình đang ở trong bộ phim yêu thích của mình. Là một phụ nữ thanh lịch từ đất sét Polymer. Cánh tay gầy và tóc dài. Đây chắc là Morticia. Giờ tô màu cho cô ấy. Cô luôn mặc váy đen. Mái tóc đen và gò má cao nè. Cô thật đẹp. Gia đình búp bê của mình ngày càng nhiều. Morticia Adam cũng ở đây. Wow, ở đâu cậu có vậy? Hả? Mình cũng không biết nữa, Lucia. Họ bước ra từ TV á. Tuyệt quá đi. Các cô bé chơi vui vẻ. Ồ, cuộc đời thật bất công. Mình quá đẹp. Nhưng không thể phản ứng. Lucia đang giả làm Morticia. West Day, hôm nay không được đùa. Lên gác mái. Yay, cuối cùng cũng được ở một mình. Hôm khác chơi nữa không? Được đó. Bye. Lần này chúng ta sẽ làm gì từ đất sét Polymer? Là Gomez. Anh ấy luôn mặc tuxedo và có bộ râu kẽm. Lấy ra được rồi. Tuyệt. Giờ chúng ta tô màu. Anh ấy có bộ vest xanh lam và quần dài. Sơ mi trắng. Họa tiết kẻ sọc. Sơn màu da cho anh ấy. Hello. Gomez, cậu đây rồi. Gấp hộp. Và đặt búp bê vào trong. Mình sẽ chơi với Gomez. Họ sẽ vui vẻ cùng nhau. Một người là Morticia và người còn lại là Gomez. Nhưng ngay sau khi họ đặt búp bê lên giường và rời đi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Morticia và Gomez trở nên sống động. Ồ, em ngủ nhiều rồi. Chúng ta sẽ ngủ khi chúng ta chết, Theramia. Chúng ta nên có buổi tối lãng mạn chứ. Đến phủ trường nào. Ghê quá. Em thích lắm. Họ nhảy đến khi bị phát hiện. Hai cô bé nghe tiếng nhạc và chạy đến. Mình chỉ tưởng tượng thôi sao. Lạ quá. Morticia và Gomez trở lại thành búp bê rồi. Miếng đất sét Polymer nhỏ hình tròn này dường như đang biến thành gì đó. Là Pursley. Kẻ gây rối nhỏ này luôn cố gắng để không ngoan. Cậu ấy lại lén lút lên kế hoạch khác để chơi khăm cả nhà mình. Cậu mặc áo thun sọc trắng, quần đùi nâu và giày đặc biệt. Hursley, khoan đã, đừng làm nổ tung thứ gì cả. Chết
hợp vừa bạn với cậu ấy. Husley và ba học khiêu vũ. Nhảy thử nào con trai. Gì? Hãy coi chừng, con sẽ tìm ra ba. Kiếm của con đây. Con thích nó. James dạy cho con trai cách múa kiếm. Đây là cách nhà Adam nhảy nè. Hello. Đi đi, đồ thua cuộc. Em là người bắn cung giỏi nhất. Hay để chị thử bắn tên với quả táo trên đầu em nhỉ? Tất nhiên, đó là lý do tại sao ba mài giao sẵn. Đây chắc chắn là bọn trẻ nhà Adam rồi. Chúng mình có sẵn nhà kính, cửa sổ lớn, nó rất đẹp, thêm vách tường và sàn, các ô cửa kính màu trông rất đẹp, dùng keo nóng làm mạng nhện. Loại cây này giống hoa hồng, nhưng mà nó có độc đó nha. Morticia thích làm vườn vào cuối tuần. Các cô bé muốn diễn lại cảnh họ thích trong phim. Ồ, họ không biết gì về hoa cả. Cậu phải cắt hoa như thế này, nếu không chúng sẽ cắt cậu đó. Làm chiếc nỏ bằng tăm và dây nha. Đặt khung gỗ vào. West đây có vũ khí nguy hiểm. James nên tự hào về cô con gái nhỏ của mình. West đây là một tay thiện xạ. Bản tập bắn của mình thật tuyệt mà. Tất nhiên, nhưng em trai không để cô được bắn cung suôn sẻ. Chị không làm được đâu. Ồ, cứ ở yên đây và chị sẽ khiến em phải hối hận. Husley chơi với lửa rồi. Khi Husley đến bụi cây, Wesley đã đuổi kịp cậu. Nếu chị gặp lại em ở đây, chị sẽ nói với ba là em đã vào phòng làm việc của ba. Làm ngai vàng. Dùng nút kim loại đẹp làm ghế ngồi. Phủ sơn màu đồng cho khăn ăn nhỏ. Trang trí thêm sợi dây. Có căn phòng ngai vàng đặc biệt trong lâu đài u ám này. Morticia thích nó ở đây. Mình luôn thấy thật quyền lực khi ngồi vào. Nhưng Thinh ở đây làm phiền cô. Cái gì? Mẹ ơi, Husley bị sập bẫy. Con không biết phải làm sao cả. Ồ, các con, hỏi ba đi, ba sẽ giúp con. Và mang cả Thinh đi cùng. Cắt vài que tăm. Wow, nhiều quá. Chúng ta có thể làm chiếc lồng chắc chắn từ nó. Làm bản lề cho cánh cửa. Và sơn màu ánh kim loại. Các cô bé chơi búp bê Adam ở trường. Chuông reo. Đến giờ học rồi. Các em, cất đồ chơi đi. Lấy sách ra nào. Thôi mà, cô Dorothy. Không, đưa búp bê cho cô. Nhưng em phải học với búp bê của mình. Husley phải ở trong lòng. Cô giáo có chỗ ở đặc biệt cho Husley. Ôi, được rồi. Miễn là em tập trung học. Lớp học diễn ra suôn sẻ. Nhưng Husley vẫn cố trốn thoát. Làm lâu đài bằng xốp. Đắp đất sét polymer lên nha. Tạo hình cửa sổ, cửa ra vào và hiên nhà. Sơn mái nhà màu đen, tường màu nâu nha. Có ánh sáng bí ẩn nhấp nháy bên trong nè. Ồ, thật ma quái. Cuối cùng, gia đình Adam cũng về nhà. Họ cùng nhảy và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Có động đất sao? Tìm chỗ nắp đi. Ai đó chỉ đến đây dọn dẹp thôi. Thật không đúng lúc. Bọn mình không muốn bị quét đi. Chúng ta phải tổ chức tiệc vào lúc khác. Và mang đậm dấu ấn nhà Adam.
loài ngoạn mục. Bé yêu, đi với chúng mình, vai trò mới đang chờ bạn. Xóa khuôn mặt cũ đi, hãy thay đổi chút nào. Dán quanh đầu nha, đôi tai thú vị. Wow, em bé có cánh. Sơn đầu màu đen. Chú dơi. Thêm chi tiết. Anten đang dò tìm. Kwame có thể trở thành ma cà rồng ư? Renny Emerada đang thưởng thức bữa tối, nhưng có vẻ như Bursley và Kwame đang có trò đùa khác. Bà ơi, chuyện này sẽ rất vui. Ô không, anh chàng cài cúc áo lên ghế. Hãy chạy đi. Chúng mình giỏi nhất. Hãy ra khỏi đây. Sẽ ổn khi dọn dẹp ở đây. Tầng đầu tiên. Hãy cho bột giặt vào. Sẽ có buổi tiệc bọt đó. Các siêu quậy nhỏ. Mình không hiểu gì cả. Phòng ăn đầy bọt. Bữa tiệc gì vậy Clash? Sao mình không được báo vậy? Mình không biết nữa. Đoán xem ai đã làm điều đó. Bursley, Kwame, lại đây, các con bị bắt rồi. Bursley, chuột, hãy bay khỏi đây. Luôn là vậy. Chà, không sao. Giờ lá sẽ dạy cho họ một bài học. Mình yêu vẽ, hãy để mình tự tô da nha. Mình không thấy gì. Cho cậu đôi mắt nào. Mình muốn make up kiểu gothic. Phấn mắt trước nha. Morticia tự chọn màu. Lộng lẫy. Và cuối cùng, sơn màu đỏ tươi. Có thể làm tóc bằng ri băng đen. Mình hói à. Thêm vài sợi. Và hoàn hảo nè. Cắt ống quần từ vải kẻ. May nó và hoàn thành nha. Làm chiếc áo cùng bộ với cổ áo nhọn. Còn gì có thể ấm hơn một chiếc vỏ kén. Morticia làm vườn khi rảnh rỗi. Ngửi xem nào. Thật là ngọt ngào. Đến lúc hái hoa rồi. Mình không cần cái này. Nhưng thân cây đầy gai chính là thứ mà mình muốn. Rực rỡ. Giờ mình có thể uống trà rồi. Morticia có mọi thứ mình cần cho trà. Nếu có bạn sẽ vui hơn. Người bạn vô hình. Cậu có tin là lớp cứ tự cao và khóa chúng ta trong nhà tù của chính mình không nào? Không đâu. Chúng mình có rất nhiều thứ. Có thể bay qua dọa mọi người cả ngày. Cậu nhấm trà, nhưng nó chảy qua người cậu. Đừng buồn, Morticia sẽ ổn mà. Thêm trà nha. Hãy gặp người chồng tuyệt nhất, Gomez. Sơn da của cậu. Cố gắng hết sức để tôi trông tệ nhất đi. Lông mày dày và ria mép xanh điệu khiến cậu trông y hệt mình. Và đẹp trai đó nha. Cắt những phần cho một bộ suit và dùng phép thuật để chúng thành một bộ hoàn chỉnh. Mặc áo phông trắng trước nha. Thêm cổ áo và nơ bằng nhung nào. Hãy tự bảo vệ mình hoặc đầu hàng đi. Gomez thư giãn trong văn phòng lộng lẫy. Nhà trị liệu của cậu là nhện. Mình lo lắng về bọn trẻ quá. Chúng chẳng bao giờ nghe lời. Mình làm gì đây? Mình sẽ vung kiếm. Đấu kiếm luôn khiến cho mình hạnh phúc. Búp bê nhỏ này bị mất tóc rồi nè. Và lớp make up nữa. Làn da nhợt nhạt lạnh quá. Tháo vài dải ria băng ra đi. Là một kiểu tóc từ nhiều sợi tóc. Wednesday luôn sống đúng với chính mình. Kẻ mắt. Và đánh chút son môi đậm. Cô ấy chỉ mặc đồ màu đen. Thêm viền ren nào. Khoan, còn chân thì sao? Xin lỗi, là lỗi của mình. Wednesday thích ở một mình. Cô cần yên tĩnh để nghĩ về những chiêu mới trêu ghẹo gia đình mình. Mình sẽ nhờ thú cưng giúp đỡ. Chào cây bắp rùi, đói à.
mình sẽ nghiên cứu vài công thức cổ xưa cho cây ăn thịt. Thiên đang cố thu hút sự chú ý. Này, thôi đi. Nếu My còn trêu ta sẽ cho My ăn cây của ta đó. Chỉ người mới bắt đầu thôi mà. Giờ đến lượt Pusley, hãy cho cậu ấy ít quần áo. Đây là đồ sọc đặc trưng của cậu. Cậu luôn làm được điều gì đó. Cậu tìm thấy quần nè. Giờ thì kẻ gây rối nhỏ xíu đã sẵn sàng. Pusley thích phá hoại. Cậu không bao giờ làm cái gì tốt cả. Cậu vừa mang đại bác vào. Nặng quá. Phải đẩy cả cái này nữa. Mình sẽ thử bắn. Pusley cho pháo vào đại bác, nhưng mà không hoạt động. Sao làm được ta? Để thử lại. Morticia đến xem có chuyện gì. Không được. Nhưng mẹ, bố của con đã sửa lại văn phòng vào tuần trước. Không được nghịch nữa. Vâng. Quản gia của gia đình Adam coi trọng việc đóng giả cai ngục đến mức ông thực sự tham gia một khóa học về nó. Và ông đã có huy hiệu cho mình. Làm thắt lưng từ da giả, treo còng tay và chìa khóa gục trên đó. Và bộ đàm sẽ luôn giúp cho ông giữ liên lạc. Lết, ngủ quên ở nhà. Quan tài thoải mái quá đi. Đến lúc đi làm rồi. Mình sẽ kiểm tra mọi thứ xem ổn không. Có một bí mật đằng sau bức màn đen tối. Đồ chơi sắc màu. Lết nhìn nghiêm túc và ma quái, nhưng thực ra ông lại ngọt ngào và nhạy cảm. Ông làm rơi chìa khóa trên đường, nhưng Thiên nhặt được và chạy theo. Cắt một hình tròn ra khỏi xốp, tạo một lỗ hở ở giữa và sơn nó. Đặt một phần của ống hút vào. Làm khung bánh xe thật chắc chắn, tô màu đen nha. Gắn các móc cho tay và chân. Bánh xe này phải quay mới được. Gomez và con gái đi xuống tầng hầm. Wow, nhìn đống đồ bỏ đi này. Bố, khẩu đại bác này là gì? Chúng ta thừa hưởng nó từ ông cố. Còn chiếc quan tài này thì sao? Đó là quan tài của bà cố Lady. Bà là má cà rông, con biết đấy. Wow, bánh xe này thì sao? Con có thể dùng nó như trò quay vòng. Con muốn thử. Rồi, nhìn đi. Con sẽ bị trói như này. Gomez bị phân tâm. Christy bắt đầu quay anh vòng vòng. Christy, dừng lại, bố đang chóng mặt. Rồi đó. Con thật nhẫn tâm. Đúng là con gái của mình. Hãy làm còng chân lớn. Có thể dùng dây chuyền và vải da nha. Gắn vòng tay vào khuy. Thật khó để chạy với một quả bóng và dây xích khóa bạn. Nhưng Morticia cũng quen với việc đi chậm rồi. Điều này khiến đi lại thật khó. Mình sẽ dùng kéo. Không được rồi. Gương thì sao? Mình sẽ đạp vỡ dây xích. Có lẽ cuối cùng mình lại làm vỡ gương mất. Thiên gì vậy? Thiên đã lấy trộm chìa khóa. Đến đây. Thiên gần hơn. Vẫn hơn xuôi. Mình có thể dùng mạng nhện. Đây nè, Thiên rất dễ bắt được. Đến đây nào. Có chìa khóa rồi. Yay, vừa đúng. Morticia đã tự mở khóa. Tạm biệt bóng và xích nha. Bố ơi, con đói. Hy vọng mình có thể làm được bữa sáng. Không nhiều. Mình sẽ cố gắng hết sức. Gomez đổ đầy khay với bất cứ thứ gì mà anh tìm thấy. Nhìn vào lựa chọn này. Và bật vòi nước nào. Con nghĩ món của bố xứng đáng nhận sao Michelin không nào? Nhìn nó cũng thấy đau bụng rồi. Ăn không nhện? Ngay cả nhện cũng chẳng muốn. Wow, đúng là tội nghiêm trọng. Oops. Tạo thanh từ xiên gỗ. Cần rất nhiều đó nha. Làm một phòng giam nào. Thêm vòng kim loại. Cánh cửa mở để những tù nhân mới vào. Pusley mang hộp sơn đến. Vậy là phòng giam biến thành màu đen. Làm nó trông cũ hơn và treo trên xích nha. Đây không phải xích đu của bà đâu.
Mosley lấy trộm chìa khóa từ người bảo vệ và chạy đến phòng giam. Ngay khi mở cửa, cậu nghe thấy Rush đến. Ủa, không nhìn thấy tôi nha. Sao cậu lại ở trong đó? Ông sẽ làm gì với việc này? Làm chút gì đó. Ủa, đây là chỗ mình làm rơi chìa khóa. Có ý này đây. Tôi đã nghĩ ra một hình phạt. Vì cậu sẽ ngồi đây, cậu nên học. Bisley bị nhốt với cuốn sách của mình. Ý, chán quá. Mình muốn đọc về pháo hoa hơn. Chán quá. Bisley dễ dàng thoát khỏi phòng giam. Nhà mình, lục của mình. Cắt một hộp cắt tông, để lại hai mặt. Bọc chúng bằng giấy in hình đá. Sàn nhà là bê tông lạnh nên sẽ cần đi tất ấm đấy. Làm các chấn song cửa sổ bằng que gỗ nha. Chiếc giường tù nhỏ trông không thoải mái lắm. Đậy nắp chai bằng nắp giấy xốp nào. Nối dài cái chai và sơn nó. Tất cả đều bẩn và gỉ mòn. Nhện đang cho ta ít vải thun nè. Và cần vài que nữa. Thay vào đó, bố có thể chỉ tù treo được không? Không, bố phải chịu ở trong đây. Chà, bố đoán còn đúng. Wesley đóng cửa phòng giam và cất chìa khóa. Ở đây thời gian thật chậm. Nhưng rồi Finn mang chìa khóa đến. Liên, liên. Tự do. Wesley nên coi chừng đi. Búp bê này có chiếc đầu LOLOMG. Màn biến hình thành Gomez bắt đầu nào. Thêm chút phấn mắt màu tím để tạo ánh mắt mệt mỏi. Và đương nhiên là râu gọn gàng nữa nha. Búng tay, đúng như vậy. Dây ri băng thành sợi. Gomez có mái tóc đẹp quá đi nè. Gomez hay mặc áo sơ mi trắng với cổ áo. Chiếc áo vest thành áo khoác. Vừa vặn luôn. Vẽ thêm họa tiết. Giày của Gomez dùng đất nặng làm ra. Hi. Em yêu, anh đã đặt chuyến du lịch châu Âu nè. Ô, hào hứng ghê. Chuyến phiêu lưu. Lên xe nào. À, đây là chiếc Lally Out. Gomez muốn tạo sự lãng mạn. Nhưng, boom! Bisley lên cẩn thận với pháo hoa. Pháo hoa thật là đẹp, nhưng mà nó xém tạo ra trận núi lở luôn. Búp bê này sẽ là Morticia. Lau đi lớp trang điểm và tóc. Sau đó dùng màu trắng để tô màu da. Cô ấy nhợt nhạt lắm. Trang điểm mắt mèo để bật lên đôi mắt nâu nha. Mái tóc đen rất là hợp với màu da nhợt nhạt đó. Thêm vài miếng vải. Wow, nó tách ra từng miếng nè. Giống như này, chiếc váy đã xong rồi. Hai ống tay áo đung đưa theo gió. Và chiếc áo ở phần lưng được khâu bằng ren. Lông mi dài. Đôi mắt lấp lánh và móng tay sơn đỏ chói. Morticia thật đẹp mà. Morticia Adam đến rồi đây. Morticia và Gomez vừa đến khách sạn. Ai sẽ mang đồ của chúng mình lên phòng đây? Chờ một chút ạ, nhân viên sẽ đến liền. Chà, ai cần giúp đây ạ? Chị tới trước mà. Đem hành lý lên phòng đi nhé. Morticia và Gomez bất ngờ luôn, nhưng vẫn im lặng đi lên trên phòng. Ồ, anh nè. Caromia à, em nhớ điệu nhảy đầu tiên chứ. Đẹp lắm luôn. Như đôi thiên nga vậy. Ồ, vô vị. Trái tim làm từ hoa hồng. Hành lý đến rồi ạ. Ồ, không. Họ mang nhầm hành lý rồi. Hành lý này toàn là màu hồng không à. Morticia ngốc luôn. Không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dạ, chuyến đi này đáng nhớ ghê. Phải là đáng quên mới đúng chứ. Biến chú búp bê cũ thành Bisley nha.
dùng phấn đậm để đánh sáng cho mắt. Mời ngồi, chuyên viên trang điểm sẽ tạo kiểu tóc. Dùng quả trứng nhựa làm chiếc bụng. Chiếc quần ngắn cuộn cỡn đang cố phá đám kìa. Nhưng tụi mình sẽ bắt được thôi. Hết ly, chụp lấy. Và đừng quên mang giày. Này, chuẩn bị đi ghẹo thôi nào. Wesley rất tự hào vì có được chiếc búp bê voodoo phiên bản anh trai mình. Khi mà cậu ấy thấy chán thì chỉ cần ghẹo từ xa. Nhưng Pusley đang cố lấy lại búp bê đó. À, cuối cùng cũng được. Ha, đến đây mà lấy. Chuyện không ngờ đã xảy ra khi rượt đuổi. Một chú chim đã lấy búp bê rồi. Trả lại đây, chuyện gì thế? Không hiểu được. Ố, búp bê rơi trên biển rồi. Ngay miệng của chú cá luôn. Thật là chớp nhoáng mà. Em búp bê sẽ trở thành một cô bạn nhỏ xinh đẹp. Wesley Adam, đương nhiên. Wow, con gái nhà Adam có mái tóc tuyệt đẹp. Mái tóc Tết được chia làm hai và được buộc lại bằng chiếc nơ. Đôi mắt cuốn to, phấn mắt xanh và chân mày lá liễu. Cô ấy mặc váy để đi ngủ. Màu sắc ghê. Bộ đồ này hợp với cậu ấy ghê, đúng chứ? Wesley đang thư giãn trên bãi biển. Chỉ mỗi cậu ấy, chỉ là cậu ấy thích thế. Nhưng cũng chán lắm. Này, đi chơi đi. Được thôi, dù gì cũng chán mà. Đến đây bên phải, dễ mà. À, đây là Wesley. Cô bạn cho cậu ấy chiếc nơ màu hồng. Hợp quá nè. Cảm ơn. Các em chơi rất vui. Mẹ ơi, xem con có gì nè. Ôi là trời. Con mình chơi nhầm nơi rồi. Sao lại xảy ra thế? Trang trí chiếc mặt nạ với giấy xốp màu đen. Cố định với miếng lưới và ống thở. Ashley cố mang chiếc mặt nạ vào và giờ có thể mơ được lội xuống nước rồi. Ashley đang đi kiếm búp bê voodoo đó. Cậu ấy không thể thở dưới nước nên cần chiếc mặt nạ này vào. Được rồi, búp bê đây rồi. Cuối cùng may mắn đã trở lại. Ồ không, chú chim ngồi ngay lên ống thở. Giờ thì Pusley phải nín thở rồi. Cắt vài miếng giấy xốp thành dây và tạo khung nha. Gomez, làm chút ảo thuật nào. Bất ngờ chưa, quả bóng ở đâu ra thế? Nhào và tạo hình vây. Cố định lên lưng của Gomez. Chú cá mập thanh lịch ngầu từ trên bờ xuống dưới biển. Bãi biển Lalilu hôm nay nhộn nhịp ghê. Gomez và Morticia muốn đi tắm nắng, nhưng không còn chỗ trống nữa rồi. Anh có ý này nè. Morticia giúp chồng mình mang vây cá mập lên. À, chạy đi, cá mập kìa. Bãi biển đã vắng tanh nhanh chóng. Giờ thì cặp đôi này có thể nghỉ ngơi được rồi. Một chút đất nặng và ảo thuật của Lalilu sẽ tạo ra những điều thật xinh đẹp. Tạo ra chú cuốn lông xù nha. Tạo ra bộ lông đẹp và mềm mại. Tay chú chó được tạo bởi người làm giỏi nhất. Dễ thương quá. Chải bộ lông nè. Chú cuốn lông xù sang xịn được yêu thương. Ha ha, Pusley thích bạn nữ. Ừ không, gia đình kia. Chị gái kia lúc nào cũng là mẹ tục cảm xúc. Nhưng Pusley không quan tâm. Cậu ấy đang rình từ bụi rậm. Ánh mắt trái tim sợ sệt đang tiến lại gần. Này, ai đó? Lấy được hết can đảm, Pusley ra khỏi bụi rậm và giới thiệu bản thân. Ồ không, cậu ấy đã thấy. Thì mình
Nhờ ơn cơn giúp đỡ đó. Bé cuối lông xù nè. Chú Bạch Tuộc đang đung đưa xúc tu. Bé đang tìm kiếm tụi mình với đôi mắt sáng. Khi trời nóng, em cần chiếc mũ nha. Chiếc mũ vành này hợp với em ghê ta. Quý cô màu hồng đang lặn sâu dưới biển. Tự nhiên thấy có chú Bạch Tuộc đáng yêu. À, thả ra, thả ta ra đi mà. Bình tĩnh, sẽ ổn thôi, con lấy ra cho. Được rồi nè. Bé yêu, em sợ hả? Có chị rồi, tóc gì đó xù ghê. Đội mũ lên nha, tụi mình không nên phơi nắng đâu. Làm cục cưng của chị nha. Làm trái dừa từ đất nặng nè. Chiếc ống hút và chiếc dù nhỏ, tuyệt vời. Thêm chút nước dừa ngon ngọt, quá đã cho mùa hè rồi. Anh ơi, em khát nước. Anh quay lại liền nha. Gomez quyết định sẽ hái trái dừa xuống cho vợ của mình uống. Ba, yên lặng. Bà dỗ con sao nghe. Và Gomez đã làm được ly nước dừa cho Morticia rồi. Ừ, thật sảng khoái. Luôn dành mọi thứ cho em yêu à. Cắt cây xiên thịt, bẻ cong sợi thép và tạo hình như cây chọt rơm. Quấn chặt phần nền. Với công cụ này, cào đất làm vườn dễ dàng. Morticia và Wesley quyết định sẽ đi chụp hình. Họ đâu rồi nhỉ? Hello. Các nàng, hãy đội những chiếc mũ này đi. Nhưng gia đình lạ kỳ đâu chịu thích chụp hình bình thường đâu. Biết rồi. Yes. Thế này thì vui hơn nhiều nè. Ồ, được đó nha. Ý hay đó, được lắm nha. Bà dì cùng với chú cún lông xù ghé qua. Sau khi thấy cảnh đó thì đã vội chạy vừa hét thảm thiết rồi. Cô đó không hiểu được đâu.